Đến phần 14. Huynh đệ tôi và thay lần kết. Quê hương tôi nằm trên Cù Lao Tây, thật thanh bình và yên ả. Bên kia sông là thánh địa Hòa Hảo hướng Tây, nơi mà vị Phật Lâm Phàm đem giáo pháp nhiệm màu cứu khổ vạn loại hàm linh đang đắm chìm trong mê muội ở cõi đời mạt pháp. Bên này sông là Đồng Tháp 10 hướng Đông, ruộng lúa bạc ngàn quanh năm quằn quắt nặng hạt, là ngựa lúa lớn miền Tây giúp người dân cơm no áo ấm. Do vậy cuộc sống tinh thần và vật chất nơi đây thật phong phú đầy đủ, cũng tạo nên sự sống hạnh phúc an lạc để người con Phật thực hiện lý tưởng cao thâm, cứu cánh tiến sâu trên con đường giác ngộ. Mỗi buổi sáng tinh sương hoặc chiều tà, bóng hoàng hôn ngã mình dần khuất sau lũy tre làng đỉnh núi, tiếng độc giảng từ mái phóng thanh xa xa vang vọng ngâm nga qua những câu từ thấm thía như lời ru tình mẹ. Âm điệu ấy thật ngọt ngào, có khi thật ai bi sâu lắng gieo rắc lòng người, hay như vị ngọt cam lồ có khả năng hóa giải mọi phiền trược khổ đau vân vân, làm thân tâm tịnh lạc dơi bớt đi mệt mỏi qua một ngày lao động vất vả. Lời kinh kệ cứ theo thời gian ngấm sâu nuôi sống thân tâm, biến thành ý thức hệ và phát huy đạo, phát huy đức tính giác ngộ. Cứ thế tàn thức hấp thụ quân tập lớn dần, trưởng thành hơn về đường chân thiện mỹ. Nơi hàng phát ra kinh giảng là tu viện ấp Hạ xã Tân Quế, Thanh Bình, Kiến Phong, bây giờ là tỉnh Đồng Tháp, do các tu sĩ diễn âm. Tu viện là mái ấm như bàn tay người mẹ hiền quán âm, sẵn lòng che chở dìu dắt đàn con dạy. Tu sĩ ngày đêm chuyên cần tu tập sự tu học ấy để nâng cao kiến thức, đủ năng lượng thăng hoa cuộc sống, chắp cánh bay xa phát cho đời qua giáo lý học Phật tu nhân nhiệm màu mà Đức Tôn Sư dày công hoằng hóa. Tu viện do ông Hồ Văn Minh sáng lập năm 1974, nhưng cai nghiệt thay sự biến di thạnh si, mặc dù tùy thuận theo dòng đời mà lặng lẽ im điềm trôi chảy, và tu viện cũng lệ thuộc vào quy luật ấy biến thiên. Tức ngày nọ sóng gió tràn ngập đến với tu viện, tu viện không còn bình yên lạc quan như ngày nào, mà lại đối mặt với biến cố chua cay thật nghiệt ngã của trần đời, chẳng khác như cơn lốc xoáy kinh hoàng đầy sợ hãi ra tay tàn phá những gì bình yên, ước mơ hoài bão lớn nhất của người tu Phật. Nghĩa là tất cả tu sĩ phải phân ly, thầm lặng ôm gối xa rời tu viện, để lại nỗi buồn đau mất mát thương tâm vô cùng. Do vậy cây phượng hoàng dĩ trước sân cũng tuổi hờn số phận, tu viện không còn muốn chỗ qua sặc sỡ như ngày nào để tô điểm đón chào biết bao chiếc áo bà ba đang lũ lượt vào ga ở một thời hoàng kim hưng thịnh. Nhất tu viện tất cả chỉ còn sự quan phế cô liêu điêu tàn hoành vắng. Hay nói cách khác, hy vọng tràn ngập hướng về tương lai của tu viện ngày nay bị nó mất rồi. Quả là nếu thành chi như thế tân bay, đường dinh nhục rồi mai một lát. Nguyễn Nhì kể dân của người khùng. Tu viện tỏa sáng huy hoàng, sáng chiều huyên náo dền vang tiếng đọc cơ giảng của Đức Thầy. Như đã nói, bây giờ chỉ còn lại sự thầm lặng lắng sâu cô tịch, nhưng không thiếu tính thiêng liêng màu nhiệm. Qua khối hương trầm nghi ngút lan tỏa bay theo làn gió, đi vào hư vô vô tận của hai huynh đệ tôi sớm chiều công phu bái sám. Hai sự bái sám ấy chỉ để dơi bớt nỗi buồn đau cắn rứt mất mát cô tịch trong lòng tu viện chăng?
Do vậy, huynh đệ tôi, anh Phạm Văn Thiều, em Phạm Văn Xết, bút hiệu Như Tệ, là người quê hương nên còn được tạm nương tại tu viện. Thế là ngày qua ngày chúng tôi an trú lắng lặng tĩnh tu nơi tu viện, ngoài giờ khắc tịnh niệm, âm thầm chuyên sâu nghiên cứu kinh sám. Người anh nghiêng về mặt hạnh, ít giao tiếp xã hội, chỉ sống trong thư thản tĩnh lặng, hằng phản quan quay lại nội tại, khắc kỹ vọng niệm để trưởng dưỡng nuôi lớn chánh niệm A Di Đà Phật thánh thai. Ít hướng ngoại nói cười, hạnh tướng ấy phải nói là thức thời và có nhiều người quý mến. Em thể hiện hiển giáo, hằng trao dồi viết lách, học rộng hiểu nhiều, bậc thiệp giao tiếp xã hội, gây thiện cảm mọi người trên tinh thần giáo chúng. Nhưng anh em cùng chung một đích lý tưởng, tức quyết vận dụng công phu tu tập đi vào sở ngộ, cứu cánh giải thoát. Đó nói về nội tại, ngoại tại bây giờ anh em hằng đối mặt nhiều chướng duyên thật thê lương thống thiết của thời đại, như muôn ngàn mũi tên nhắm vào hồng tim tu viện, nhưng không thối chí sờn lòng, chỉ biết chuyên trì tiến tu, mặc cho sóng gió cuộc đời hằng diễn ra và đem lại. Hiện giờ tôi đang ngồi trên bàn viết, hồi tưởng lại và thầm nhủ: anh à, anh có nhớ chăng, sự đam mê tu tập của anh em chúng ta lúc bấy giờ gần như muốn quên cả thời gian, không gian và hoàn cảnh xã hội thật nghiệt ngã. Ngoại giới từng ngày nhắm vào đe dọa chúng ta, chỉ chuyên sâu thấy tâm, xét tâm và học đọc kinh sám, mặc cho thấy sự nhục mạ, kềm kẹp, áp bức, du không chụp mũ đủ điều. Và chúng ta chỉ biết sống trong tỉnh thức, thầm lặng, chẳng khác con rùa mù rút cổ thu mình vào vỏ cứng. Để thoát đi khổ nạn thú dữ hùm lam đang gầm thét thật kinh hoàng sợ hãi, chúng đang chờ giật hàng giờ ra tay triệt hạ, phải không anh? Và anh có nhớ chăng, chúng ta chỉ thung dung sống, mỗi bữa ăn sáng hoặc chiều, anh thì do gạo thổi lửa nấu cơm, em xách rổ ra giường hái bất cứ là loại rau gì nếu ăn được, về nấu canh với ít muối, đường và bột ngọt, đạm bạc tương trao qua ngày mà vui sống với đạo. Sự sống buồn đau ấy mỗi khi em nhớ lại cứ có biết bao lần rơi lệ, vì anh em ta phải đối mặt với bi kịch cuộc đời quá nhiều tang thương và nghiệt ngã. Lại nữa, chúng ta quyết lập thành chí nguyện, tức vận dụng tâm thức nỗ lực học tập giáo lý nhiệm màu của tổ thầy, và luôn nhận thức rằng đời là bể thảm, sự ghét thương là hiện tượng đối đãi, là sự tướng biện biệt, chấp ngã vô minh, chúng hằng diễn ra trong cuộc sống này đâu với lấy gì làm lạ. Và lại đó là nguyện tướng thế trần, tức sự thương ghét ấy có sanh tất có diệt. Do vậy, nếu vô minh duyên cùng ngoại giới khởi tâm phân biệt thương ghét, chấp ngã sự giả hợp đó, sẽ đem lại khổ đau và trầm lưng sa đọa vô cùng tận. Nên với trí tuệ người tu Phật, đấy chỉ là đối tượng quá tâm của tâm thức để trắc nghiệm tu tập, hay nói cách khác, hằng phản quan tự kỷ nội tại chân tâm, thấy giác hay mê khi đối cảnh. Và chúng ta chỉ luôn sở hữu thế giới nội tâm, tất hằng nuôi lớn chánh niệm, rèn luyện các đức tánh chân thiện mỹ, kết tạo thành cơ năng chí lực diễn chải, tức hằng chi, hằng giác, hằng niệm Phật A Di Đà khi đối mặt ngoại duyên thế trần. Anh ơi, biến cố thế lực trần đời không dừng lại, nghĩa là chúng còn ra tay dùng
mọi phương cách áp bức tu viện vào con đường bế tắc. Tức một ngày nọ chúng cho người thực hiện phá vỡ tu viện, và tu viện mất rồi, chúng ta đã mất hẳn nơi an lành ấy rồi. Nơi anh em ta và chư đồng đạo đã từng gắn bó mật thiết qua những ngày dài tu học. Thế là chúng tôi phải vận dụng ý thức qua cái nhìn của môi trường sống mới để tu, tức hòa quang vào đời, đối mặt mọi hoàn cảnh thuận nghịch hiện đương xã hội trần gian để thấy đạo. Do vậy, người tu Phật lúc nào cũng vận dụng trí tuệ tinh minh, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, thích nghi vô chủ tướng. Hãy tu trong mọi hoàn cảnh, lấy cảnh nghịch thuận ấy làm nền tảng tiến đạo. Hay nói cách khác, trong cái đuổi có cái mai, trong cái thuận có cái nghịch, trong cái tốt có cái xấu. Khi vào đời đứng ở góc độ thuận nghịch mà nhìn, thì đây coi như duyên may, vì nó giúp chúng ta sống tu tích cực, đối mặt tức hòa quang đồng trần, không yếm thế. Đi sâu vào đời, chướng duyên thật là huyên náo, bận thiền thế trần, lột xác quá thân, mà giáo lý học Phật tu nhân Tứ Ân đã khẳng định con đường xuất thế giải thoát. Cũng từ nơi ấy thành tựu viên mãn giá trị của hoa sen, là vì nó mọc từ nơi bùn lầy quế trượt. Sự cao quý của vàng là nhờ ngọn lửa. Tất cả mọi cục diện thuận nghịch trần gian khi đã diễn ra, tất người tu hoặc phải đối đầu, chính đấy là công phu, là đạo lý. Ngược lại, nếu mê mờ quang phí thời gian chạy tìm sự cứu cánh nơi nào khác, tất không có được. Vì tuần đời của ngôn hạ mạc hạ hẳn nhiên hằng diễn ra mọi phiền tối như vậy, chúng ta phải tỉnh thức tùy thuận dựa trên lý tưởng siêu thoát giác ngộ của Phật giáo mà tu. Đó cũng là phương cách duy nhất, không có con đường thứ hai. Phải thế không anh? Đức Thầy có nói rằng công trì niệm sớm khuya, thân tí còn tục tâm lìa cõi mê. Chích trong Nguyễn Khuyến Thiện. Nhìn đời thế thay đổi thay, hết nhìn tới nhục lẽ này thường xưa. Cho ông Tham Tá Ngàn. Thế là chúng tôi phải ôm gói trở về gia đình trong thầm lặng và hối tiếc vô cùng, vì không muốn rời xa tu viện. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi chảy, nhưng nghiệt ngã thay, sóng gió đau thương bi kịch của cuộc đời không dừng lại, mà cứ mãi dồn dập đeo bám. Tức không lâu, người anh quý kính từ giả cõi trần, với con bệnh nan y hiểm nghèo, vào ngày 14 tháng 8 năm 1985 âm lịch, thọ 45 tuổi, 1942-1985, tại quê nhà ven sông Tiền, nơi đã sinh ra anh em chúng tôi, xã Tân Quế, Thanh Bình, Đồng Tháp. Anh ra đi bỏ lại tôi bơ vơ lạc lõng trên cõi đời, chẳng khác con thuyền giữa trùng khơi dịu dợi, đầy bão bùng, giông tố, mất mát. Thế là một mình tôi phải lèo lái chèo chống con thuyền định mệnh về bến đỗ an lành. Thật là thiên nan vạn nan. An táng anh và mồ yên mã đẹp, bấy giờ tôi còn mẹ già cần sự bảo dưỡng chăm sóc. Không lâu tôi lập gia thất, duyên may tôi gặp người con gái Hồ Thị Liệp, hiền lương đức hạnh, có tâm đạo, tức cùng quan niệm chí hướng, và thật đảm đương quán xuyến mọi công việc, có khi thay tôi gánh vác nhiều công việc nặng nhọc để tôi đủ thời gian làm đạo, như viết lách chẳng hạn. Thế rồi chúng tôi cùng nắm tay nhau lao vào cơn lốc xoáy của cuộc đời đầy bể dâu, tức phải đối mặt với mọi bận phiền huyên náo.
có biết bao thủ đoạn điêu ngoa gian trá lọc lừa hằng diễn ra ở xã hội để tìm kế mưu sinh, nhưng không ngờ chính nơi ấy chúng tôi đã nhận thức ra được thế nào là thiên đường, địa ngục và chân lý đạo Phật thật cao siêu, tuyệt diệu. Hồi tưởng lại, thời gian qua, chúng tôi giam mình trong tu viện là chỉ để tiếp thu giáo lý, những học thuyết cao siêu của Phật Pháp và mượn không gian tĩnh lặng để ức chế vọng khởi. Ngược lại, nếu an trú chấp lấy sự tĩnh lặng ấy là nơi cứu cánh, sẽ rơi vào cực đoan, chấp đoạn. Giả lại, người tu Phật cần có sự đột phá để tiến sâu hơn. Bây giờ mới thật sự đi vào thực nghiệp, thực tu. Mặc dù đời tu hẳn nhiên có đôi lúc cũng thua cuộc, té quỵ, nhưng mỗi khi đứng dậy, luôn thấy sự té ngã có tiềm lực cứng rắn, vững chãi, và đều là bài học dạy mình khôn hơn, trưởng thành hơn. Với trí lực kiên cố, mỗi khi đối cảnh và cảnh ấy đều là chủ đề lớn mở ra trí tuệ, tỏa sáng. Nếu mình biết vận dụng tư duy quán xét tinh tế, thấu đáo và sâu sắc, nên luôn lấy đó vận dụng vào sự sống và hằng tỉnh biết ý nghĩa của cuộc sống, vì đấy là pháp giới vô biên không thể nghĩ bàn của Phật tánh. Và pháp tánh ở mỗi chúng sanh đều đồng đẳng cùng chư Phật mười phương. Hay nói cách khác, luôn lấy đây lập thành công án trắc nghiệm, khảo hạch lại lòng mình thế nào là vọng là chân, ma hay Phật, hoặc sa đọa hay siêu thoát. Vì tất cả chỉ khác nhau qua phương cách nhìn, hay như cách lật của một bàn tay. Vì lật ngửa lật sấp là do động dụng của cánh tay, nhưng cánh tay chỉ có một không hai, tâm thức cũng thế, chỉ một bản thể. Diệu dụng thiện ác cũng từ bản thể ấy sanh ra, hoặc cái gì sanh ra ý niệm phải quấy, ma Phật phân biệt đúng sai, chân lý nhất như tuyệt đối, tức mặt thật ngàn đời sẽ hiển bày. Đấy là câu hỏi lớn, là móc ngoặt then chốt, là chìa khóa vạn năng khai ngộ tri kiến Phật để thâm đắc được tướng vô sanh. Giả lại, tâm thức thường hay đối cảnh khởi niệm, nếu ứng dụng trí tuệ với khả năng đột phá, thấu suốt và ý niệm điều từ bản thể bất sanh bất diệt, duyên sanh khởi niệm như đã nói trên là giác ngộ. Ngược lại, nếu vô minh, tâm thức buông lung, tùy thuận chạy theo ở dục ngoại giới khởi niệm, không tự chủ, lấy hiện tượng vật thể hữu vi ngoại trần làm chủ thể khởi niệm, nên đánh mất chủ thể nội tâm, tức khổ đau sa đọa. Lục tổ Huệ Năng bảo, niệm niệm không rời tự tánh là thế. Do vậy, nếu không đối mặt cùng thế trần, làm gì có đối tượng để tâm thức khởi sanh ý niệm? Và nếu tách rời ý niệm thiện ác trần duyên, chúng ta tu cái gì? Vì thật thể của chân tâm là vô tác, vô niệm, vô trụ, vô tướng, làm gì có phương pháp đối tượng để tu? Đạo lý ấy rất tinh tế, vi diệu, tiềm ẩn sâu sắc, thực tiễn, phải vận dụng con mắt thứ ba, trí bát nhã, mới thấy thật tướng của môn pháp. Và môn pháp ấy không rời thiện ác đúng sai, có không ở thế giới nhị nguyên, đối đại thế trần, mà có đó còn gọi tỏ ngộ Phật tánh và pháp tánh. Khi chân lý nhất như hiển bày với tinh thần vô sở trụ, bất tùy phân biệt, trí tuệ bát nhã, tùy duyên vận dụng rất linh hoạt, dẫu đó là tương đối hay tuyệt đối, cảnh giới thanh tịnh hay bất tịnh, vì hai nguyên lý trên chỉ một thật thể, nhất duyên như duyên, sanh mà có, giả như sống tức là nước, nước tức là sống. Nếu ở góc nhìn nhất như sống và nước là một không hai,
Do vậy trên nguyên lý, Nhất Như Bồ Tát thõng tay vào chợ nhìn khắp cả mọi nơi, chỗ nào cũng là Phật pháp bất khả tư nghì. Thiện tài Bồ Tát dân du cùng khắp xã hội, tiếp xúc cùng các vị đại Bồ Tát để học đạo, thấy đạo, và các đại Bồ Tát ấy luôn ẩn thân trong mọi quế dược trần đời để phát huy hào quang Phật pháp không cùng. Hay nói cách khác, vũ trụ vạn hữu là quyển sách vĩ đại vô tận, trực tiếp dạy ta đi đến tỏ ngộ chân lý viên mãn. Nếu chúng ta khéo quyết cách vận dụng tu học, Đức Thầy dạy: Bạch Chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Bài thu đã cuối. Qua lăng kính của người tỉnh ngộ, nó còn có tác dụng giúp cho hào quang Phật pháp chiếu rạng khắp trần thế, đó còn gọi phiền não tức Bồ Đề. Vì không còn biển biệt tục đế, chăn đế và đệ nhất nghĩa đế, tất cả đều là pháp tánh nhất như, vô ngại chẳng khá nghĩ bàn, chiếu soi cùng khắp vũ trụ vạn hữu pháp giới. Thật là tuyệt diệu, không sao suy lường hết được chân lý tuyệt đối và tương đối qua cái nhìn nhất như Phật giáo. Đó cũng là đường trung đạo, là trí bát nhã, sở chứng vô thượng thậm thâm di diệu khôn cùng của Như Lai Tạng tự tánh. Đức Thầy có câu: Nở thế âu tôn tròn, nở thế đường tu sớm liệu dạng đường tu. Tỉnh giấc mơ Đức Thầy, hoặc là phải tường ở chỗ thường quyến não, lòng dần tỉnh luôn trí huệ khai. Hay là học Phật tu nhân là phương phép vào đời hành đạo ấy phương châm. Anh hai à, em nhớ lại khi gia đình mình vướng vào cảnh túng quẫn, nghèo khổ, cơ cực trăm bề. Các em còn thơ dại, bảy anh em, bốn gái, ba trai. Tôi Như Tuệ, em thứ sáu. Anh là huynh trưởng, phải gánh gồng làm thuê, làm mướn, cực nhọc ngày đêm, kiếm tiền về phụ giúp mẹ nuôi các em, mà không một lời than trách. Tình nghĩa anh cao vời, do vậy nhiều đêm em đầm đìa dòng lệ khi nghĩ nhớ đến nghĩa nặng của anh. Hoặc những ngày lễ cúng cơm, tức kỷ niệm ngày anh lìa trần, em không thể đè nén xúc động nghẹn ngào, vì bây giờ mong cao cổ đầy, không như ngày nào anh em ta sống đời cô quạnh, cơ bận dưới mái tu viện, thiếu ăn thiếu mặc khổ sở trăm bề. Giả lại, sự thạnh suy định mệnh ở cuộc đời có bao giờ dừng lại đâu anh? Tức sự biến thiên ấy đều quy thuận theo quy luật nhân quả và nhân duyên mà thành tựu hay hoại diệt. Nên cảnh sống của ngày nào nhờ mình biết tích cực vươn lên, tức dâng nghe lời giáo hóa của thầy tổ đã dạy. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất trong tám điều răn cấm. Nên bây giờ kinh tế em đã ổn định và sự cần chuyên nỗ lực tu tập phát triển thế giới nội tại tâm trong mọi hoàn cảnh sống xã hội. Em đã từng bước trưởng thành, ngấm sâu vào lý đạo, đó là quy luật của nhân quả và nhân duyên. Khi đã gieo hạt mầm tốt và kết hợp mọi yếu tố thuận duyên, tất không lý do gì lại không có thành quả tốt đẹp đem lại. Trong mọi sự gian khó đều tiềm ẩn hương vị ngọt ngào, Phật giáo là hiện thân ở chân lý đó
và chân lý đó cũng là sự hiện thân, sự sống. Chúng ta biết sống tích cực và thực hành đúng nghĩa của nó. Thế nên Phật giáo Hòa Hảo khi ra đời đến giờ luôn trưởng thành trong gian khó, lấy gian khó làm nền tảng tiến tu và thăng hoa cuộc sống. Đức Thầy đã cho biết, trải qua một lúc sỏi sành, trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Trong bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông: Anh ạ, năm rồi 2017 em đã hoàn thành tâm nguyện là góp nhạc hài cốt anh về nằm bên phần mộ ba mẹ. Nơi ấy có mộ phần ông ngoại và chị Tư, và sau này em cùng vợ cũng dự định yên nghỉ nơi ấy. Đấy là hình ảnh biểu tượng muốn nói thâm tình gia đình ta không lờ phai, chia cắt bất cứ quyền lực hoặc thời gian không gian nào, phải không anh? Trên đường tu em đã lập chí, và anh em ta cũng đã từng lập chí nguyện quyết thành tựu cho bằng được công hiếu học Phật tu nhân của Đức Thầy Khai Hóa. Dẫu phải đối mặt mọi chướng ngại gian khó trần đời, và vận dụng tấm lòng chí thành tâm quyết, bất kể thời gian không gian cũng không lật phai ý niệm. Ân đức thầy tổ sâu dài cao dợi, ngày lâm phàm chịu biết bao khổ nạn hoằng pháp lợi sanh, khai mở trí tuệ cho nhân loại, đến giờ còn xa vắng, thử hỏi người tín đồ làm sao không chua xót buồn đau uất nghẹn. Công sanh thành dưỡng dục cha mẹ sánh bằng trời biển, làm sao báo đền, và tình nghĩa huynh đệ nặng như Thái Sơn, làm sao đáp nghĩa cho trọn. Tất cả câu hỏi xoáy sâu tim não do vậy, có những đêm em trằn trọc mãi không yên giấc, nước mắt cứ tuôn trào trên má và ngấn lệ. Ấy không biết chảy ba tự bao giờ mà ướt đẫm gối trắng. Cuộc sống chúng ta ẩn chứa quá nhiều uẩn khúc và ân nghĩa sâu đậm, phải không anh? Thọ nhận ăn sâu tất phải nỗ lực đáp đền, đó là chân lý đạo, nên em hằng giờ hằng phút thiết tha nguyện cầu tam bảo hộ lực, quay linh tổ thầy ám trợ hộ độ, cùng với tâm quyết xả thân chính mình tiến tu. Em cũng thỏa nguyện phần nào ở kiếp sống qua cuộc đời tu học, tức em đã hoàn thành nhiều quyển sách nói về tông chỉ học Phật tu nhân, góp sức vào công cuộc hoằng pháp, trả ơn tam bảo, quyết chí tiến tu đến ngày viên mãn, cứu cửu quyền thất tổ giải thoát khổ đau, và anh em ta cùng một đạo tràng và cùng lập nguyện. Dẫu trải qua muôn kiếp phải đối mặt nhiều chướng ngại, không thối chuyển đạo tâm, quyết thể hiện Bồ Tát hạnh cứu độ nhân sinh, và bao giờ không còn chúng sinh nào xa đọa mới viên mãn hạnh nguyện. Do vậy trong trái tim chúng ta hằng tỉnh thức và nuôi sống bằng chất liệu thương yêu an lạc và chánh niệm A Di Đà Phật, và đó nhìn chung cũng là lý tưởng, con đường quyết mạch tuyệt đối Phật tử phải đi qua. Chúng ta cùng có chung quan niệm, lý tưởng và hoài bão như đã nói, khẳng định một ngày không xa sẽ phát huy giá trị tác dụng trên sự cảm xúc dâng trào, vì đã noi dấu bước chân của Đức Tôn Sư khai sáng tôn chỉ học Phật tu nhân. Như ông Thanh Sĩ đã cho biết, con trời đất con non nước biển, tình đệ huynh còn mến nhau luôn, trong Phật đài anh trong em chung, dục thúc kẻ trên đường mê mộng. Đức Thầy chúng ta
cũng đã cho biết. Diễm Hồng Liên thơ thấy quân ca, tạo duyên giả phàm gian thân già, chớ lấy đó mà tâm buồn bã hiệp hòa nhau, chờ đợi năm non kìa, hỏi ai giữ phần cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Trong bài cho ông Tham Tá Ngà. Kính thưa quý vị, phần diễn đọc của nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi đến đây đã kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.